Các bạn thân mến, hôm nay cô cùng các bạn nghiên cứu về chuyên đề 11 chuyển động nhìn thấy của mặt trời, mặt trăng, hệ mặt trời và giải ngân hà. Chúng ta nghiên cứu bài 34 các hình dạng nhìn thấy của mặt trăng. Mặt trăng là gì? Có hình dạng như thế nào? Có nhiều giả thuyết về sự hình thành mặt trăng. Có 3 giả thuyết lớn nhất. Giả thuyết thứ nhất đó là Mặt trăng là sự vỡ vụn của tất cả các thiên thạch ở trên bề mặt của vũ trụ dưới lực hấp dẫn của trái đất, chúng gộp lại tạo thành một mặt trăng. Giả thuyết thứ hai, đó là sự va chạm giữa một ngôi sao cực lớn với trái đất, vỡ vụn và chúng cũng hình thành mặt trăng, nhưng cả hai giả thuyết đều không được các nhà khoa học chú trọng và giả thuyết Thea đã được các nhà khoa học công nhận với số lượng người đông nhất đó là hai thiên thạch va vào nhau lát nữa chúng ta sẽ trình bày phần đó một số giả định về sự hình thành mặt trăng và có phải tất cả các hành tinh đều có mặt trăng không các hành tinh có bao nhiêu mặt trăng và trái đất của chúng ta có bao nhiêu mặt trăng theo một số giả thiết thì nhiều hành tinh đã có nhiều mặt trăng như mộc tinh hỏa tinh, thiên tinh. Duy nhất chỉ có trái đất của chúng ta có một mặt trăng quay quanh nó. Tổng số mặt trăng ở các hành tinh khác lên tới gần 500 mặt trăng. Và chuyên đề đó chúng ta sẽ đề cập trong một video khác. Chúng ta cùng quan sát và lắng nghe về giả thuyết sự hình thành mặt trăng của trái đất. Trái đất xưa kia bề mặt lồi lõm. Sự va chạm giữa một hành tinh khổng lồ như hoa, như hỏa tinh va vào trái đất gây ra các mảnh vỡ vụn sau vụ cháy. Các mảnh vỡ vụn đó ghép lại với nhau, cộng với lõi Theia và tạo thành mặt trăng như bây giờ. Mặt trăng luôn luôn quay quanh trái đất của chúng ta. Mặc dù trái đất quay quanh một trục, nhưng nó được thừa hưởng sự quay quanh bởi một hành tinh, bởi một khối một khối đá khổng lồ, đó chính là mặt trăng. Vậy mặt trăng là gì và tại sao chúng ta lại nhìn thấy mặt trăng, khi nào thì chúng ta nhìn thấy mặt trăng? Trái đất của chúng ta có một mặt trăng không có khả năng phát sáng. Chúng quay quanh trái đất và nghiêng 1,5427 độ. Một chu kỳ là 29,5 ngày trên một vòng quay. Mặt trăng có hai nửa, nửa sáng và nửa tối đều nhận được ánh sáng mặt trời. Nhưng nửa sáng thì phản chiếu ánh sáng mặt trời, còn mặt tối thì không phản chiếu ánh sáng mặt trời. Do đó, cộng với việc nó bị khóa thủy chiều nên chỉ có một mặt hướng về trái đất là mặt sáng. Vì vậy, chúng ta nhìn thấy mặt trăng là do mặt trăng phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Chúng ta nhìn thấy mặt trăng vào thời điểm tối, đêm, tảng sáng rõ hơn vì ban ngày ánh sáng mặt trời chiếu. Ánh sáng chiếu từ mặt trăng đến trái đất yếu hơn rất nhiều so với ánh sáng từ mặt trời tới trái đất. Bởi vậy cho nên ban ngày chúng ta nhìn trăng không rõ, còn tới ban đêm và tảng sáng thì chúng ta sẽ nhìn chúng rõ hơn. Vậy nếu như theo giả thiết Theia thì trái đất xoay quanh trục của nó, còn mặt trăng thì quay quanh trái đất. Vốn dĩ mặt trăng vẫn không phải là một hành tinh mà bản chất nó là một lõi của Theia, một à, khối thạch đá lớn có nhiệt độ cao nhưng va và chạm vào sau vụ cháy đó thì nó được tạo thành mặt trăng. Và khoảng cách giữa mặt trăng, mặt trời với trái đất cũng như chu kỳ hoạt động của nó thì ban ngày Chúng ta nhìn thấy mặt trăng đấy là có hai mặt, mặt sáng và mặt tối. Mặt tối tượng trưng bởi màu đen, mặt sáng là màu trắng. Con trái đất cũng quay quanh một cái trục độ nghiêng 23 độ 5 phút bắc. Mặt trời chiếu ở một vị trí cố định và ánh sáng từ mặt trời chiếu qua mặt trăng rồi phản chiếu tới trái đất, nó cũng thể hiện được ánh sáng của mặt trời, thể hiện được hình dạng của mặt trăng chiếu vào trái đất nên trái đất chúng ta cũng nhận được ánh sáng. Vậy hình dạng của mặt trăng, chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng có nhiều hình dạng khác nhau vào những thời điểm khác nhau phụ thuộc vào vị trí tương đối giữa mặt trăng, mặt trời với trái đất. Có 8 pha trăng bao gồm trăng đầu tháng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt trăng khuyết trăng tròn trăng khuyết cuối tháng trăng bán nguyệt trăng lưỡi liềm già khi mặt trăng chuyển động quanh trái đất thì bản thân trái đất cũng luôn có chuyển động quanh mặt trời. Do đó, khi mặt trăng hoàn thành được một chu kỳ quỹ đạo thì trái đất đã di chuyển được thêm một đoạn trên quỹ đạo của nó. Vì thế, trăng cần mất thêm 2 ngày để đuổi kịp sự chuyển động quanh mặt trời để có lại một hình dạng như cũ. Mặt trăng có chu kỳ tự quay trùng khít với chu kỳ quay quanh trái đất của nó. Do đó, mà nó luôn luôn hướng cùng một mặt về phía trái đất. Như vậy mặt trăng có những hình dạng gì? Trên 8 pha mà các bạn vừa quan sát ở video thì các bạn nhìn thấy mặt trăng có hình không trăng thể hiện đó là ngày nhật thực hoặc nguyệt thực và những ngày mà những thời điểm mà mặt tối của mặt trăng quay về phía trái đất hoặc bị che khuất bởi mặt trời và vì vậy chúng ta không nhìn thấy trăng và những ngày đó có thể là ngày nhật thực hoặc ngày nguyệt thực hai là hình trăng khuyết trước và sau trăng khuyết có thể ở dạng lưỡi liềm có thể ở dạng khuyết từ 1 đến 49% trăm là những ngày trước rằm từ 41 từ 49 51 phần trăm đến 99% là nửa sau của tháng sau rằm và hình ảnh trăng tr nửa tức là nửa trăng nửa trăng nửa trăng trước tháng và nửa trăng đầu sau của tháng ngày rằm trăng hình tròn Quan sát trong 8 pha, chúng ta thấy pha số 1 đó chính là không trăng. Số 2 và số 8 là trăng khuyết nửa đầu tháng và trăng khuyết nửa sau tháng. Số 3 và số 7 là nửa trăng đầu tháng và nửa trăng cuối tháng. Số 4 và số 6 là trăng khuyết từ 1 đến 49% nửa đầu tháng từ 51 đến 99% nửa sau của tháng và trăng tròn là vị trí pha số 5 là ngày rằm. Như vậy rõ ràng từ ngày không trăng đến ngày trăng tròn tức là từ pha số 1 đến pha số 5 hoặc từ pha số 5 đến pha số 1 đó chính là hai tuần trăng. Từ ngày không trăng là pha số 1 qua ngày trăng tròn đến ngày không trăng kế tiếp thì từ pha số 1 đến pha số 5 là 15 ngày tức là 2 tuần. Từ pha số 5 đến pha số 1 lại là 2 tuần nữa. Như vậy 4 tuần chính là 1 tháng. Như vậy là từ ngày không trăng là pha số 1 đến qua trăng tròn rồi sang ngày không trăng kế tiếp là số 1 tiếp là 1 tháng tròn. Một năm, một vòng quay của trái đất quanh mặt trời là một năm tương đương với 365 ngày. Và cứ 4 năm lại có một năm nhuận là 366 ngày Chúng ta có thể thí nghiệm hình dung sự khác nhau về hình dạng của mặt trăng bằng cách chúng ta sử dụng dụng cụ có rất là bình thường đó là một chiếc hộp bìa cắt tông có bốn thành khuyết bốn lỗ vuông bên trong treo một quả bóng tượng trưng cho mặt trăng và một chiếc đèn pin chiếu qua lỗ thành hộp tượng trưng cho mặt trời chúng ta dùng đèn pin chiếu sáng quả bóng quan sát hình dạng của mặt trăng qua bốn lỗ của bốn thành và chúng ta quan sát thí nghiệm sau đó ghi lại kết quả thí nghiệm và quan sát được các hình dạng như chúng ta vừa mới nêu ở tám pha và sau đó chúng ta sẽ giải thích thì phần này chúng ta sẽ kế tiếp vào bài học của phần hai la mã tiếp theo giải thích về các hình dạng của mặt trăng bài học tới đây là kết thúc cô xin chân thành cảm